Đây coi nè. Wow. Đây. Đây mọi người. Trời ơi coi nè. Đây mọi người. Đây. Gặp mặt luôn nè. À, rất là ngon nha. À, nhiều người recommend cho nên mình cũng đã tới ăn nhiều lần mà chưa có cơ hội quay để cho mọi người nè. Thôi mời cả nhà vô ăn phở chung với lại Lâm Văn nha. Đây là cái giờ với lại là... cái số phone địa chỉ nha. Đó đây đó đây là số phone nha. Đó, nó ở dưới Ken nha mọi người. À, rồi đi vô. Rất là sạch sẽ nha. Đó. Rồi vô là có những cái cây ấy nè. Đây tiệm phở này. Đây đại gia đình hôm nay đi ăn phở này. Đây đây. Đây kia có anh chị nè, có con gái nè, bà má nè. Đây. Hôm nay tôi về Lý Tưởng dắt đi ăn phở, đãi đi ăn phở nè. Có cho coi game nè. Menu nè. Rất là nhiều đồ ăn. Cái ăn uống nha. Thì mọi người tới đây muốn ăn cái gì cũng có nha. Rất là sạch đẹp. Đó, rất là sạch sẽ và nước uống nha. Đã chưa? Anh chị có cà phê á? Ở đây có chữ gì à? Love every moment, laugh every day and live beyond good. Đó, cái từ này rất là hay nha. Tiệm cũng rất sạch sẽ, cũng đang người cũng đang ăn nha. Đó. Ở đây trên bức tường cũng có những cái từ này. Accept what it is, let go of what's good and taste in what we need. Đó. Rất là đẹp nha. Một chút chia sẻ với cả nhà. Đó, người ta cũng đang ăn này. Thì hôm nay dắt đi ăn thử cho nha mọi người đồng hành và đi ăn phở với lại cả nhà nha. Đó. Đây là tô phở to nha mọi người. Ủ nóng quá. Wow. Hai vợ chồng chơi tao đặc biệt nha. Rau tươi này, giá tươi này. Wow, ớt này. Chanh này, tương này. Wow, đã chưa? Đi để ngon lên trong đồng là đây mọi người đã chưa vào tương chưa tô phở lớn bây giờ mình bỏ tương nha à, rồi giờ sẽ bỏ tương nha đây đây tương đã luôn bây giờ cho miếng chanh vô nha mọi người. Đó. Thì ăn cái này là ăn tô ngập mặt nha. Chanh quá trời chanh nước. Ui nhiều quá sợ chua như thế nè. Bắt ít thôi. Bắt hết xong nó bảo bắt ít thôi. Không, chưa hết, chưa hết, chưa hết, chưa hết. Đây coi nè. Wow. Bây giờ sao trốn. Đó, đây. Đã gì mọi người. Trời ơi coi nè. Bưng lên nhà coi cái tô phở này mọi người. Đây, ngập mặt luôn này. Nóng quá, nóng quá. Giờ mình sẽ lặt ra nha. Một tô phở ăn đáng đồng tiền nha mọi người. Ôi trời nhiều quá trời à, quá trời. Đầy quá mọi người ơi. Nè thịt này. Tô này là mình gọi là tô đặc biệt nha mọi người. Quá trời thịt ở dưới này. Ôi này. Này. Này không phải tô nữa mà chậu. Quá trời luôn. Ăn cái tô này là thôi là đã luôn này. Đây nha mọi người. Đó, đã chưa? Thử cái nước cái nha. Thử nước này. Mời nè, thấy không? Nước này cái gì chứ phở mà cái nước ngon là nó ngon rồi bởi vì cái bún cái đó cái thứ đó, nhìn tô giá thôi là nó hấp dẫn rồi nha mọi người. Ừ, giá ngon quá đó. À, sao hết nổi. Ừ. Rồi mời cả nhà nha thử nha.
ủng miếng ớt nhai này vô thử ra nha, té lửa luôn này. Ủng chưa ăn ra nó cay rồi, chảy nước miếng nha mọi người. Đã quá nè, mời cả nhà. Wow. Cay nhưng mà ngon. Ngon quá. Ngồi ăn vậy là mình chảy nước miếng luôn mày ơi. Mấy người nói đang nói bụng mà ăn mà cứ chập chập nên làm nó chảy nước miếng nha mọi người. Đó. Rồi mời cả nhà nha. Đây Túc Lệ Lý Tưởng tô cũng ngang ngửa nha. Bằng luôn á, thì đó là ngang ngửa đó. Cái chỗ đó nó thua kém đâu. Có khác gì đâu. Đó, trời ơi. Cắt miếng ớt, làm cái ớt. Wow. Rồi, coi kìa, Túc Lệ Lý Tưởng làm đẹp. Nhà mình là ăn thôi chứ không làm đẹp. Wow. Ngon quá. Rồi, đây. Ôi, đây. Gái mình cũng tô đặc biệt mà nhỏ nha. Nói nhỏ cũng thành tô lớn rồi. Cả nhà nha. Rồi, coi kìa. Rau, rau, tập rau. Như cô cũng giống vậy không? Rồi, cô ăn cơm đi. Đây này, rồi ơi, tô phở nha. Đó. Đây má mình cũng tô phở đặc biệt mà nhỏ hơn nha. Đó. Tô nhỏ mà lớn quá hả? Tô nhỏ mà lớn quá trời ăn này sao hết. Đó, mình dưới đâu? Dưới đâu mà to hơn tô phở nữa. Ăn thoải mái nha. Đó. Chưa. Hai mẹ con sao lúc nào cũng bị trễ. Đi đâu cũng trễ vậy. Nhanh nhất. Anh Chí ăn ở đây nhiều lần chưa anh Chí? Nhiều lần. Ngon không? Ngon. Ngon không? Đây nè bò này. Múc cái tô nhưng mà đầy quá. Cái này là gì? Bò kho. Mì bò kho. Bò kho hả? Bò kho ăn với quế luôn. Nhìn thấy ngon lắm. Nếu ai ở siêu thù nhớ ghé hot phở để thưởng thức. Ngon không? Ngon. Mà đặc biệt là cái tô nhỏ giúp tôi lót bị luôn. Sao má? Ăn sao? Ngon lắm. Ba đâu rồi? Ba đâu? Chưa, chưa ra. Đang giết bò ơi, giết heo. Đang giết heo. Heo chưa làm xong. Ai có ăn, ai có ăn phở có tô này đặc biệt nè. Khác nè đó. Lại để thử ăn thử coi nè. Úi dạ, ăn xong miếng miếng lớn thế. Con đâu? Còn cái chậu nữa. Rồi, bung lên coi, bung lên. Coi tô bún của ba mình ăn xong hết trời luôn đấy. Trời ơi, tô bún chứ mà to dễ sợ luôn. Trời ơi, tô bún thấy chà bá lửa luôn nha. Tô bún gì mà lợi hại gì trời. Nó nổi tiếng mà. Wow, ăn sao hết. Đây coi. À má là mình sướng. Trời ơi. Cái bàn tay nhìn nhỏ hơn 5 mét. Ăn đâu hết chứ phải làm phép. Giờ để chị Huyền thử coi kìa. Chứ chị Huyền chưa thử kìa. Cho truyền đầy quá hả? Nó là mì hả? Mì bò kho. Mì bò kho à. Còn cái này là bún thịt nướng. Bún chả giò. Thịt heo chả giò. Chả nước mắm đi. Cái này là khỏi trộn luôn á. Cái trộn là nó dăng hết. Nó coi như heo là gì nó nhảy hết ra ngoài luôn. Hay. Đây là cái gì đây cho xem món gì? Ôi trời ơi, cái dĩa của nó. Cơm đặc biệt. Wow. Một cái cơm đặc biệt nha mọi người. Wow, đã chưa? Quá trời luôn. Thì có tôm nè, có thịt nè, có trứng nè, rồi có chả giò nè. Bát nước mắm thần thánh nè. Wow. Sao trộn không đâu? Trộn không nấu được. Trong chan hết nước mắm vô. Anh dạy anh chấm vậy hả? Chấm anh ăn. Ngon không? Ngon. Rồi ha. Nhìn thấy là nó ngon rồi. Thơm dễ sợ. Ăn cái chuyện này chắc là ăn lại. Hay hỏi lại. Ăn thiếu này nó xinh. Còn chị Huyền sao? Ngon, coi như ăn coi như sợ bánh. Phải đeo yếm. Phải đeo yếm này. Yếm hết luôn. Này này đeo yếm. Phải đeo yếm nhé. Đeo yếm chống thôi dằn. À, phở ăn phở thì không đến nỗi lo nhưng mà sợ là sợ cái này nè. Này mà dặn cái này là rồi xong. Bò kho rất là ngon. Cái màu.
Ngon hả? Ừ. Rồi đến thằng trôi sập này coi sao? Ngon không? Ừ. Chưa ăn mà gật gật với mày. Tại vì nói dở thôi chứ đây cháu nó ăn đây nhiều lần rồi. Nó bùi, nó ôi cái miếng thịt trời ơi đã chưa? Miếng thịt chục trà nó juicy rồi. Ừ. Ôi trời ơi. Thấy con chó nó ăn mà mình chảy nước miếng luôn. Còn ông kia ăn mà ông không nói luôn kìa. Nói đó. Chiến trường đã tan rồi nha. Ngon quá quăng ăn. Hết sạch luôn rồi. Coi nè. Đó, hết sạch luôn. Coi nè, má ăn hết rồi, bên kia ăn hết rồi, ngon quá ăn hết rồi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bà đồng hết. Đưa cho ảnh ăn kìa. Quay lén túc lèo đối tượng vét cứ cuối cùng. Ngon mà coi như đang còn vét. Ngon lắm nha mọi người. Đã chia sẻ cái một chút về cái thịt phở nha. Có nhiều chỗ mình ăn vô là cái khô, cái môi mình nó đúng rồi. Cái quan trọng nhất là cái bột ngọt đó nha mọi người. Ăn vô là nó khô cái môi á. Về uống nước còn cái này không có nha. Đây có em tới ăn nè đó. Ngon quá. Ngon không? Đây đông người ăn lắm nha mọi người. Đó, ngồi đầy hết các bạn đi nha. Đó, rất là ngon nha. Ôi, chai ly bubble tea. Bơ. Looks like more sugar to be. Nó ngon chill. Rồi, cảm ơn cả nhà một chút chia sẻ nha. Cảm ơn tất cả. Chúc các cả một ngày vui vẻ, hạnh phúc và nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Rồi. Bye bye. Bye bye, bye bye, bye cả nhà kia. Bye, bye, bye. Bye.